Sau khi kết thúc các hoạt động team building tại bãi tắm B, thành phố Sầm Sơn, một nhóm người của công ty A đã ra tắm biển thì gặp dòng chảy xa bờ bất ngờ xuất hiện cách bờ biển khoảng 60 mét, khiến 15 người bị dòng nước cuốn vào và đẩy ra xa. Cố bơi ngược trở lại nhưng không được, 8 người hoảng loạn, kiệt sức chơi với dòng nước. 5 người khác bị cuốn ra xa hơn, ở vị trí cách bờ khoảng 90 mét, tình trạng sức khỏe yếu và 2 người đã mất tích. Phát hiện tình huống khẩn cấp, tình nguyện viên cứu nạn cứu hộ trực tại tháp canh lập tức thổi còi, vẫy cờ, dùng loa phóng thanh báo động cho lực lượng thường trực trên bãi biển. Đồng chí chỉ huy lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thường trực tại khu vực bãi biển ngay lập tức điều động toàn bộ cán bộ chiến sĩ tình nguyện viên hiện có tham gia cứu nạn. Lực lượng thường trực bãi biển đã bắn phao và dây về hướng người gặp nạn ở vị trí cách bờ 60 mét. Cùng lúc đó, 4 xe mô tô nước và các đồng chí bơi bộ cũng di chuyển ra biển tiếp cận người bị nạn trong thời gian ngắn nhất. Ngay sau khi tiếp cận ở khoảng cách gần, các chiến sĩ trên mô tô nước ném phao cứu nạn và lao xuống nước hỗ trợ người bị nạn lên mô tô nước di chuyển vào bờ. Mặc dù thời tiết bất lợi, sóng lớn lại có dòng nước chảy xa bờ, nhưng đội cứu nạn bơi bộ trên biển vẫn cố gắng áp dụng các kỹ thuật bơi đã được huấn luyện nghiêm ngặt để tiếp cận các nạn nhân và hỗ trợ dìu nạn nhân vào bờ. Sau một thời gian cứu hộ khẩn trương, toàn bộ 8 nạn nhân đầu tiên ở khu vực cách bờ 60 mét đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn. Lực lượng y tế thành phố Sầm Sơn đã thường trực trên bờ thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, huy động trang thiết bị y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong lúc đó, thực hiện lệnh điều động khẩn, đồn biên phòng thành phố Sầm Sơn đã huy động ngay tàu đang tuần tra kiểm soát trên biển, nhanh chóng tiếp cận vị trí 5 nạn nhân bị cuốn ra xa, cách bờ khoảng 90 mét. Đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn cũng đã huy động tàu vỏ gỗ cứu nạn đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân trong vụ tai nạn.